Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Cô Dâu Ấn Độ. Hôm nay là buổi trưa chủ nhật. Vợ chồng em có hẹn với một vài người bạn ở trên một cái sân thượng, một cái bức trên sân thượng của một tòa nhà. Giờ là 1:30 trưa nên hầu như tất cả mọi người đều đeo kính mát hết. Trước khi đi thì hai vợ chồng chăm sóc sức khỏe cho nhau. Đây là viên uống cân bằng nội tiết tố nữ dành cho em, viên uống giảm cân dành cho chồng và viên uống cân tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể thì cả hai vợ chồng đều dùng luôn. Tất cả các sản phẩm của em đều là hoàn toàn hữu cơ, thành phần hữu cơ của công ty Organic India nên mọi người an tâm sử dụng. Hàng chính hãng em gửi từ bên Ấn Độ về, hàng luôn có sẵn ở Việt Nam nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ đưa cho ông xã uống viên uống giảm cân này, viên uống tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể và thêm một viên uống tiểu đường nữa ạ. Còn em thì sẽ uống viên uống cân bằng nội tiết tố nữ, bổ trứng, đẹp da, chống lão hóa, đẩy lùi lão hóa sớm và tiền mãn kinh sớm, hỗ trợ những chị em phụ nữ về sinh sản như là bị trứng lép, trứng xấu hoặc là đa nang buồng trứng nhé. Vợ chồng em cũng đang có kế hoạch có con trong năm nay nên em sử dụng thường xuyên cái viên uống cân bằng nội tiết tố luôn ạ. Bây giờ thì bắt đầu đi rồi cả nhà ơi. Cái quán pub hôm nay là nằm trên ở sân thượng cái tòa nhà này ạ. Như thường lệ thì vẫn phải kiểm tra an ninh, máy dò tự động. Nằm ở trên sân thượng tầng 4 ạ. Bây giờ đi lên nha mọi người. Lên tới nơi rồi cả nhà ơi. Ông xã em thì đang điện thoại cho bạn xem là các bạn tới chưa. Hôm nay thì giống như là một bữa brunch, giống như là bữa sáng trễ mà lại là bữa trưa sớm. Và sẽ mua vé vào ạ. Bây giờ thì mấy người bạn đã tới rồi, đang mua vé vào cổng. Giá vé là 3.000 rupees cho một người thì tương đương khoảng 900.000 tiền Việt đó mọi người. Mua vé xong thì sẽ đeo cái vòng này vào để cho biết là mình đã thanh toán tiền rồi. Em sẽ vào trước và quay không gian cho mọi người xem nha. Cái quán này thì em tới đây là lần thứ 3 rồi mọi người ạ. Không gian ở trên sân thượng nên rất là thoáng và rộng. Hai anh vệ sĩ hả? Vệ sĩ hay là bảo vệ? Mặc đồ vest đen hết luôn. Bây giờ là 1:30 trưa đó mọi người, thì vẫn rất là sớm so với người Ấn. Cho nên bây giờ vẫn rất là khá vắng vẻ. Có mấy khu vực quầy bar luôn. Bây giờ thì mọi người sẽ đi xem quyết định sẽ ngồi ở đâu. Nhưng mà em nghĩ chắc chắn là sẽ ngồi ở quầy bar thôi. Mấy anh này hay uống rượu, uống bia thì sẽ ngồi quầy bar cho dễ order. Ông xã em lại gặp người quen. Ở cái Bangalore để đi đâu thì dễ gặp người quen lắm mọi người ơi. Em đi quay một vòng cho mọi người xem nhé. Đây, thường thường mấy lần trước thì tụi em sẽ ngồi ở cái quầy bar này. Không gian rất là thoáng luôn. Hôm trước
trước thì em cũng tới đây buổi tối rồi, rồi buổi chiều 5-6 giờ chiều cũng có. Hôm nay thì đi sớm hơn một chút. Ở đây thì cũng có thể ngắm toàn cảnh, nhìn xuống đường phố luôn. Thời tiết ở Bangalore này bây giờ là bắt đầu mùa hè rồi đó mọi người. Mà ở nhà em vẫn đắp hai cái chăn để ngủ. Ông xã em nói em ơi, bây giờ là thời tiết mùa hè mà em làm quá, em không hiểu sao em không thấy nóng mọi người ạ. Nếu mà ở trong nhà bây giờ là mùa hè mà em vẫn không cần phải mở máy lạnh, cũng không cần phải mở quạt luôn. Hình như là một phần vì người Ấn người ta hay xây nhà tường bằng đá này, rồi nền nhà bằng đá hoa cương, cho nên em cảm thấy rất là mát mẻ. Còn đây là không gian ngoài trời thì em cũng không thấy quá nóng. Cho nên thời tiết ở Bangalore này thì em khá là thích luôn. Trưa nên là tất cả mọi người hầu như ai cũng đeo kính mát hết. Đây là anh Andrew, rất là thân quen thuộc với hai vợ chồng. Còn đây là anh Ranji, làm bạn từ thời đi học với chồng em luôn. Bây giờ sẽ order đồ uống ạ. Lúc trước ở Việt Nam thì em không uống bất cứ một cái đồ uống có cồn nào hết. Nhưng mà qua đây cái môi trường nam nữ gì, em không biết các vùng miền khác của Ấn thì sao, nhưng đặc biệt cái thành phố Bangalore này, cái bang Karnataka này và phía Nam Ấn thì sử dụng các loại rượu, bia, các chất có cồn rất là nhiều luôn, kể cả nam hay nữ. Đủ 18 tuổi là em thấy uống rất là nhiều. Còn đây là khu vực để đồ ăn ạ. Bên này thì thấy để đồ chén miệng, bánh ngọt. Thêm một cái quầy bar khu vực trong nhà nữa. Bên này thì để những cái món đồ ăn về súp này, súp ăn kèm với các loại bánh rồi salad. Nói chung không gian quán này thì rất là thích hợp để bạn bè gặp nhau cuối tuần những cái bữa trưa như thế này. Và mọi người có thể uống đồ uống thoải mái, thỏa thích. Đồ ăn thì cũng tự chọn luôn ạ. Rất phù hợp để các nhóm bạn tụ tập. Rất là hợp lý luôn. Còn cái bia Ho Garden này này. Ở Ấn á mọi người, nếu cái gì sản xuất nội địa thì nó rẻ. Còn cái bia này của nước ngoài vào em thấy chi rất là nhiều tiền, quảng cáo rất là mạnh, nhưng mà tiêu thụ cũng rất là khó khăn, bởi vì bất cứ một đất nước nào cũng ưu tiên để người dân của họ sử dụng hàng nội địa trước và đánh thuế rất là cao những cái hàng hóa hoặc những cái đồ uống có cồn của nước ngoài vào trong nội địa. Và Ấn Độ thì cũng không ngoại lệ. Ấn Độ đánh thuế rất là cao những đồ uống có cồn nhập ở nước ngoài vào. Đây là ly cocktail đầu tiên của em. Lúc nào order ông xã cũng phải dặn là cho thật ít rượu thôi nha, cho trái cây ngọt bởi vì vợ tôi không uống được. Hôm nay buổi trưa chủ nhật nên em chọn một cái
bộ rất là sặc sỡ luôn. Mặc rất là mát mẻ và sặc sỡ. Thấy cái chị mặc cái đầm váy màu hồng ở kia, bạn trai, không biết bạn trai hay chồng cũng rất là chiều luôn. Mãi giờ thấy đi khắp các ngóc ngách cũng quay phim chụp hình. Đây là một cái số hiếm mà em thấy người Ấn như vậy mọi người. Chứ đa thấy em thấy người Ấn rất là ít quay phim chụp hình luôn. Họ quan trọng là tận hưởng vui vẻ với người thân bạn bè, chứ họ rất là ít quay phim chụp hình. Em thấy em đi đâu em là một số lạ. Và hôm nay gặp cái chị váy hồng đó gọi là cùng giống em luôn. Hôm qua thì em có đọc được một cái comment ở trên fanpage, đó là cảm ơn chị đã chia sẻ cho em hiểu rõ hơn về cuộc sống ở Ấn Độ. Chứ trước giờ em luôn nghĩ Ấn Độ là một đất nước rất là cổ hủ lạc hậu. Đàn ông thì rất là gia trưởng, sẽ không muốn vợ mình đi ra ngoài huống hồ là ăn mặc mát mẻ và sexy như vậy. Và em đã trả, đây là ông chủ của quán này á mọi người. Và em đã chia sẻ rằng ở cái thành phố Bangalore này thì cực kỳ hiện đại, văn minh, con người thì rất là lịch sự, cuộc sống thì rất là phóng khoáng hiện đại giống như Tây vậy đó. Ảnh hưởng của nước Anh rất là nhiều. Còn một số vùng miền khác, tất nhiên là ở đất nước nào cũng có khu vực này, khu vực kia, vùng này, vùng nọ. Cho nên là em không nói tất cả, nhưng mà cái khu vực và thành phố cái bang em ở thì rất là thích luôn mọi người ạ. Rất là phóng khoáng. Đây là ly cocktail thứ hai. Ly đầu tiên là hương vải, ly thứ hai là nho mọi người. Mọi người có thể thấy mặc dù có bàn thấp, bàn cao, nhưng mọi người lại đứng rất là nhiều. Họ thích đứng để nhún nhảy, giống như cái chị gái xa xa kia đấy ạ. Người ta không có ngại đâu mọi người, rất là tự nhiên. Đứng nhún nhảy một mình cũng được, không cần phải để ý xung quanh ai nghĩ gì nhìn gì. Và những người xung quanh họ cũng chẳng bao giờ họ nhìn hết, họ đánh giá gì mọi người đâu ạ. Cứ tận hưởng theo cách riêng của mình thôi. Đây, anh trai bên này cũng vậy, chị gái bên kia cũng vậy. Cứ tận hưởng âm nhạc theo cách riêng của mình. Nhóm bạn, còn khu vực trong này thì lại những cặp đôi riêng tư, thực sự riêng tư. Đây một nhóm bạn nữ cuối tuần đi chơi với nhau đây ạ. Mọi người thì đang chụp hình nhún nhảy với nhau. Còn chị áo hồng này thì vẫn miệt mài với sở thích của mình là chụp hình. Chị gái này thì vẫn say sưa nhảy theo cách riêng của mình. Em rất thích như vậy, mỗi người một cá tính, một sở thích khác nhau. Tất cả mọi người đều tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mỗi người. Nhóm các chị em gái này thì vẫn say sưa chụp hình selfie. Còn những cặp đôi kia nữa, cũng rất là nhiều cặp đôi. Đây là ly cocktail tiếp theo của em ạ, hương vị cherry. Nói thật, vợ chồng em mà đi ra ngoài chơi á, mà ông xã em mà uống
hai vợ chồng đã uống vào rồi là cứ nhún nhảy ôm hôn suốt thôi. Đây là em hạn chế quay những cảnh ôm hôn đó. Còn nếu không là rất là nhiều nhiều hơn thế nữa khi mà quay lên hình mọi người ạ. Đây là tiếp tục gặp những người bạn quen nữa. Tới đây gặp rất là nhiều người quen luôn ạ. Đây là không hẹn trước đâu nha mọi người, tới và vô tình gặp thôi ạ. Thôi, bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây để ra nói chuyện, giao lưu với bạn bè và tận hưởng không gian âm nhạc cuối tuần với tất cả mọi người. Và đây là một số tấm hình chụp hình với các bạn bè. Chúc cả nhà một buổi chủ nhật cuối tuần vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.